Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore đã phát minh ra một loại băng có gắn những chiếc kim tiêm siêu nhỏ, có thể giúp đưa các loại thuốc như là insulin, thuốc giảm đau, thậm chí là cả collagen vào cơ thể bệnh nhân, vừa nhanh hơn lại vừa ít gây đau hơn cho người bệnh. Đây là những miếng băng được gắn hàng chục kim tiêm siêu nhỏ và chỉ dài 0,6 mm, dễ dàng xuyên qua da. Nó sẽ giúp thuốc thấm qua da và đi sâu vào bên trong cơ thể người bệnh. Nó chỉ như một miếng băng dán, nhưng bên trong nó lại chứa những kim tiêm siêu nhỏ. Sẽ chỉ mất 5 phút để thuốc thâm nhập hoàn toàn vào da. Ông Kang cho biết những miếng băng như thế này sẽ giúp ích cho nhiều người, đặc biệt là những người mắc căn bệnh tiểu đường, bởi họ thường xuyên phải tiêm và chịu đau đớn. Chúng tôi đưa insulin vào miếng băng kim tiêm này, sau đó người bệnh tiểu đường không cần phải tiêm, thay vào đó, họ chỉ cần dán miếng băng này và insulin sẽ truyền qua da, hoàn toàn không đau. Bệnh nhân có thể tự làm được mà không cần y tá. Theo ông Kang, chi phí cho việc sản xuất loại kim tiêm siêu nhỏ này chỉ khoảng $1, còn giá của miếng băng sẽ phụ thuộc vào loại thuốc bên trong nó. Về tác dụng phụ, ông Kang cho biết, một số chấm đỏ có thể xuất hiện trên da nếu người bệnh sử dụng các miếng băng trong thời gian dài và liên tục.